Đỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Lúc này đang là buổi tối ngày 14 tháng 10 năm 2016, bây giờ là gần 22 giờ đêm ngày 14 tháng 10 năm 2016. Đỗ Gỗ Thành Luân chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn bức tranh Tùng Hạc Diên Liên bằng gỗ gụ được khảm ốc đỏ của Singapore 100%, và hàng chúng tôi là hàng đẳng cấp, yêu cầu kỹ thuật cao. Ở đây cái phần kỹ thuật cao là như thế nào thì chúng tôi sẽ giới thiệu. Kỹ thuật cao ở đây là hàng toàn bộ những cánh chú cò này và những cái chi tiết đặc sắc thì chúng tôi là khảm sen nọng rất chi là đẳng cấp. Thực sự ra thì đồ gỗ Thành Luân chúng tôi còn rất nhiều các cái bức Tùng Hạc Diên Liên khác, nó về kỹ thuật thì nó kém hơn một chút, chúng tôi cũng có. Và bức này chúng tôi là phối cảnh nó rất chi là thư thoáng và đẹp, quý vị đang thấy trên màn hình đây. Và bức tranh Tùng Hạc Diên Liên có kích thước là 2m05 x 1m và ván dày là 1,5 phân, quý vị đang thấy trên màn hình đây. Và đi vào đường nét chi tiết thì chúng tôi sẽ giới thiệu như thế nào là bức tranh khảm sen nọng. Chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị trong video clip này. Quý khách khi mua hàng lưu ý những hàng mà khảm không sen nọng là những hàng kỹ thuật thấp và làm nó nhanh công, làm nó không kỳ công như các cái hàng có sen nọng như của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Đi vào đường nét chi tiết thì chúng tôi sẽ giới thiệu đây những cái phần sen nọng, quý vị thấy đây sen nọng đây, chúng tôi sẽ zoom gần. Ví dụ như cái lá sen này quý vị nhìn thấy đây, những cái xương này, những cái xương của lá sen này, đấy, toàn bộ là chúng tôi là cắt thành những cái xương. Ví dụ đây, những cái xương của cái mạng nhện này, cắt đúng những cái xương mạng nhện này, sau đó chúng tôi cắt tiếp những cái miếng ốc, ốc đây, ốc đỏ, đây là ốc bào ngư này, ốc bào ngư để ấn vào các cái chỗ khe khe hở này, ấn vào đây để cho nó tạo thành một cái xương của sống của sen này, cái sống xương của sen này quý vị đây, nó rất sống động, đó là hàng sen nọng. Còn những cái hàng không sen nọng quý vị lưu ý, ví dụ như đây, ví dụ như là cái trò mây này không phải là sen nọng này, chỉ là cắt ghép vào thôi. Đó, riêng cái dòng cắt ghép không thì nó lại là kỹ thuật là thợ nào cũng có thể làm được. Đó, nó rất đơn giản. Để ví dụ như những chú cò này, chú cò nhỏ này thì là chúng tôi là chỉ cắt ghép thôi chứ không sen nọng. Và bây giờ đi vào những cái nhân vật chính của bức tranh này vẫn là 6 chú cò này, đấy, gọi là thông cò cũng được mà gọi là tùng hạc diên liên cũng được. Chú hạc đây, đây quý vị đang thấy đây, những cái cánh cò chúng tôi là sen nọng rất kỹ, sự kỹ xảo, và toàn bộ là chúng tôi làm phối màu 7 sắc cầu vồng rất đẳng cấp. Thì quý khách, rất nhiều quý khách hàng khi mua hàng không để ý nên rất hay bị nhầm lẫn, cho nên đồ gỗ Thành Luân chúng tôi trong cái clip này chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết. Rất nhiều khách hàng biết về cái khảm chai này thì lại không không thể nào là quên được đồ gỗ Thành Luân với cái sản phẩm đặc sắc những cái chú cò này. Vì sao bức tranh này, bức tranh gọi là Tùng Hạc Diên Liên, tùng tùng tức là cây tùng này, cây tùng nên là sống muôn đời này, nên già già dặn và cằn cỗi này, nó tượng trưng cho 2 chữ trường thọ và những chú hạc này. Đây quý vị đang thấy đây, tiếp tục chúng tôi sẽ xoay quanh vào cái lối là gọi là sen nọng đây. Đó, quý vị nhìn thấy đây, những cái xương này, xương như cái tóc nhỏ, như cái tóc này chúng tôi cắt cắt khoét ra, khoét bỏ một cái màu này ra, xong rồi chúng tôi cho những ốc bào ngư nhét vào đây thành những cái đường sen nọng, nó rất chi là tinh xảo. Với cái lương tâm nhà nghề thì đồ gỗ Thành Luân chúng tôi có sao nói vậy, hàng ghép thì bảo là ghép, của hàng sen nọng thì bảo là sen nọng. Đó, quý vị có thể tham khảo một số cửa hàng và khi đọc tên hàng sen nọng và hàng ghép, cắt ghép, hàng sen nọng nó khác nhau như nào. Đó, riêng với đồ gỗ Thành Luân chúng tôi thì chúng tôi chuyên làm các cái hàng nó hàng đẹp, hàng đẳng cấp, không làm những cái hàng tự do, hàng chợ. Đó, quý khách có nhu cầu liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo 2 số điện thoại 0967 11 0389 hoặc 0972 770 888. Đây những chú cò đây, quý vị nhìn thấy đây.
những cái cánh cò này chúng tôi là sen nọng là rất đẳng cấp, không phải đơn vị nào cũng sen nọng được như thế này. Đó, mà họ là chỉ có ghép vào thôi, nhưng riêng với đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là sen các lọng vào các cái cánh, cái xương bé tí này như sợi tóc. Đây là chúng tôi zoom gần lên này, quý vị nhìn nó như này thôi, nhưng mà thực sự quý vị nhìn bên ngoài cơ thì những cái hình sen lọng này nó nổi rất đẹp. Đó. Quý vị đang thấy đây, quý khách hàng mua hàng nên lưu ý. Bức tranh tùng hạc diên niên này nó rất có ý nghĩa, nó tượng trưng cho hai chữ trường thọ. Và ở các trong video clip này thì thực sự là cũng không có thời gian dài nên là chúng tôi không giải thích được hết. Quý vị có thể bớt chút thời gian lên Google search tích của tranh Tùng Hạc Diên Niên. Đấy, tranh hiện lên màu 7 sắc cầu vồng rất chi là đẹp. Chúng tôi xin nhắc lại hôm nay là buổi tối ngày 14 tháng 10 năm 2016, chúng tôi giới thiệu bức tranh Tùng Hạc Diên Niên khảm ốc đỏ Singapore trên nền bằng gỗ gụ. Hàng đặc sắc được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi vừa mới dựng xong trong ngày hôm nay. Thực sự là vừa rồi là trong xưởng thì chúng tôi cũng đã quay rất nhiều cái video clip là hoàn thiện những cái bộ bàn ghế đỉnh dòng để cho khách hàng trong kịp giao cho ngày mai. Và đến lúc này buổi tối này thì là chúng tôi cũng giới thiệu tiếp bức tranh Tùng Hạc Diên Niên hàng khảm sen nọng đẳng cấp. Chúng tôi xin nhắc lại và xin nhấn mạnh cái từ sen nọng, quý vị lưu ý mua hàng nên hỏi là hàng có sen nọng hay là không sen nọng. Đó. Và từ những cái mạng nhện này chúng tôi cắt thành những cái xương nhỏ này rất là kỳ công như một sợi tóc, không phải là người thợ nào cũng làm được như vậy, bởi vì làm này nó rất là lâu công, phải những người thợ có tâm huyết với nghề thì mới làm được những cái sản phẩm như này. Và đồ gỗ Thành Luân chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn, và chúng tôi xin kính chúc quý khách có một buổi tối an lành. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn. Ở phía ngoài rèm này chúng tôi là đục chạm rất tinh xảo. Hôm nay là buổi tối ngày 14 tháng 10 năm 2016.